bệnh em chết. Đó, thì tôi anh xem thế nào thu xếp được, nếu mà tôi giá nó rẻ thì rẻ, nhưng giúp được gia đình thì anh giúp gia đình cái anh nhá. Nếu thời điểm này hàng năm thương lái đang tấp nập thu mua gà của trang trại ông Bùi Văn Nam, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, thì nay thay vào đó chỉ là những cái lắc đầu qua các cuộc điện thoại. Không chỉ một mà rất nhiều hộ chăn nuôi gà tại thôn Thanh Trì, xã Đông Sơn cũng đang phải đối mặt với thực trạng ứ động gà do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên trong trại nhà anh Nam, quạt điều hòa vẫn phải chạy. Đèn vẫn phải thắp sáng cho hơn 5.000 con gà ta lai chưa thể xuất chuồng. Cứ một con gà, một ngày tiêu thụ khoảng 1 lạng 2 cám. Tính cho toàn bộ trang trại gà anh Nam rơi vào khoảng 6 tạ cám một ngày. Bên cạnh đó, cả chi phí điện nước, thuốc thang và nhân công chăn nuôi, ước tính số tiền duy trì đàn gà ứ động mỗi ngày khoảng 7 triệu đồng. Trong khi đến thời điểm hiện tại đã quá thời gian xuất so với mọi năm đến 10 ngày, nhưng vẫn không có dấu hiệu của thương lái đến thu mua. Đến giờ này thực tế như đàn gà của gia đình đây, thì đã quá cái tuổi xuất bán, đúng ra là xuất bán trước đây khoảng chục ngày rồi. Nhưng đến giờ này nó đã quá tuổi xuất bán chục ngày và thậm chí là anh gọi bán cũng chưa bán được. Thì cái chi phí cho con gà bây giờ nó rất chi là tốn kém. Để ngày nào nó sẽ, cái chi phí nó sẽ bị đội cao cái đó. Thì trong chăn nuôi thì thực sự một câu là cái người nông dân chăn nuôi thì để giữ được con gà cũng đã khó rồi. Đến bây giờ để cái dịch bệnh, ảnh hưởng dịch bệnh thì tất cả các quán hàng rồi thì công việc này khác người ta đều hoãn hết. Nên bây giờ đầu ra của bọn anh rất chi là khó khăn. Những vùng bị ảnh hưởng do dịch đã đành khó khăn, thì các hộ chăn nuôi ngay trong vùng tâm dịch như Bắc Giang lại khó khăn gấp bội. Phóng viên đã kết nối với chị Phương Nam, chủ trang trại có quy mô 6.000 con gà tại một trong những điểm nóng COVID-19 để ghi nhận tình hình xuất bán gà tại đây. Hiện nay là gia đình tôi là đang chăn nuôi thì với số lượng là 6.000 con ấy, thì cái Bắc Giang là đang là tâm dịch của cả nước và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân và nhất là đối với những hộ chăn nuôi như chúng tôi. Và cái chi phí chăn nuôi thì cũng khá là lớn. Các thương lái thì cũng có đến nhưng mà nó cũng chậm hơn. Với thứ hai là cái giá cả hiện nay là nó cũng xuống rất là thấp. Và cái thứ ba khó khăn đó là cái giá cám từ đầu năm đến nay là chúng tôi đã bị tăng lên 2 đến 3 lần rồi. Và giá nó cứ tăng độ lên vậy thì cái chi phí cho đàn gà là nó cũng sẽ lên cao ạ. Không có thương lái thu mua, trong khi chi phí hàng triệu đồng mỗi ngày vẫn phải đổ vào đàn gà, khiến cho người chăn nuôi như ngồi trên đống lửa. Nhất là thời điểm xuất bán lại trúng vào giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến hết sức căng thẳng như lúc này.